教孩子的学问特别节目，con trẻ cần có người thầy tốt. Tập 1: Dạy trẻ điều gì? Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Chúng ta hôm nay rất là có duyên sẽ quay một chương trình rất đặc biệt, được gọi là con trẻ cần có người thầy tốt. Thầy giáo ở đây là ai? Sư phụ ngày thường dạy, người thầy đầu tiên của trẻ nhỏ chính là cha mẹ và phụ huynh. Nói một cách khác, chúng ta cần phải học là một người phụ huynh tốt, cha mẹ tốt. Tốt là có tiêu chuẩn đánh giá. Không thể nói chúng tôi nghĩ tốt, xung quanh nói tốt, như vậy thì không được. Tốt, thiên địa, đây gọi là gì? Đạo trời. Nhân gian có nhân đạo, cái này đều có quy luật, có tiêu chuẩn về thiện và ác, tốt và xấu. Chúng tôi hy vọng trong chương trình này có thể giới thiệu cho mọi người một cách chi tiết. Trẻ nhỏ cần có thầy giáo tốt, cần có giáo dục gia đình. Vì vậy khi rời gia đình đến trường học thì càng cần đến thầy giáo tốt, giáo viên chủ nhiệm tốt, hiệu trưởng tốt, phong khí học tập tốt, chí hướng tốt. Cho nên tốt đều có tiêu chuẩn. Bạn xem trước mắt tôi là ba vị giáo viên chủ nhiệm trường mầm non văn hóa truyền thống, giáo viên chủ nhiệm trường học. Họ đặc biệt đến đây để tham gia quay chương trình này, đem kinh nghiệm chính mình những năm qua lĩnh hội được kể ra cho mọi người. Chương trình đặc biệt này hiếm có ở chỗ nào? Có thể nói trong nhiều năm qua, đây là chương trình có hệ thống mà chúng tôi lần đầu nhìn thấy trong giáo dục văn hóa truyền thống, hoặc có thể nói trong cuộc chúng, trong xã hội chỉ ra cách làm thế nào để giáo dục trẻ nhỏ về mặt học thuật, dựa trên các tác phẩm kinh điển phù hợp nhân đạo, thiên đạo. Tất nhiên là năng lực, đức hạnh của chúng tôi đều rất là thiếu sót, yếu kém. Chúng tôi hy vọng có thể tung gạch nhữ ngọc, có thể thu hút sự xem trọng của mọi người, hiểu rõ về giáo dục của Thánh Hiền, sự vĩ đại, viên mãn, thành quả, trí huệ ở trong đó. Chương trình đặc biệt này chúng tôi có khoảng 8-9 tập. Tập đầu tiên là tập quan trọng nhất, dạy cái gì? Đây là cái mà đại chúng hiện nay quan tâm nhất. Trẻ ở nhà thì dạy cái gì? Ở trường thì dạy cái gì? Cho nên tập đầu tiên dạy cái gì? Phương hướng này đã định rồi thì những cái khác sẽ dễ làm hơn. Bài thứ hai là về đạo thầy trò, hoặc thể nói làm thầy giáo như thế nào, làm học sinh như thế nào. Bên trong nó có cái đạo, nó có quy luật, pháp tắc, nguyên lý, phương pháp đều nằm ở trong đó. Cái này có thể giúp chúng ta mở rộng tầm mắt, thấy rằng chúng ta hiện nay đã sai rồi, không biết làm thầy giáo, không biết làm học sinh, đạo thầy trò không còn nữa, cho nên không thể có kết quả tốt. Tập 3 là vấn đề của trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ là hình ảnh thu nhỏ của người lớn. Người lớn như thế nào? Người lớn bao gồm trưởng bối, cha mẹ, thầy giáo. Người lớn trong xã hội thì càng khỏi bàn, chỉ cần chúng có thể tiếp xúc được, trẻ nhỏ đều học theo. Vấn đề của trẻ nhỏ, nói cho cùng chúng học ở đâu ra? Chúng ta thông qua chương trình này thì có thể thấy được căn nguyên của những vấn đề ở trẻ. Tìm được căn nguyên thì vấn đề của trẻ nhỏ sẽ được giải quyết. Bởi vì hiện tại chưa có biện pháp nào, là vì không biết cái vấn đề của trẻ nhỏ từ đâu mà đến. Cho nên chương trình này chúng ta phải xem thật kỹ, phân tích thật thấu đáo và rõ ràng. Vì tập tiếp theo là gì? Học sinh làm gì? Đề mục này đều rất hấp dẫn người xem. Trẻ nhỏ ở nhà và trường chúng làm những gì? Chỉ đọc sách thôi thì không được, mà phải có hành động. Chúng phải làm việc. Làm việc gì? Làm việc gì để chúng có thể trở thành người có triển vọng, không phải là phá gia chi tử, trở thành người tài ba, chứ không phải trở thành kẻ bỏ đi, không phải đồ ăn hại. Cho nên chương trình này rất quan trọng. Chúng tôi đem lý luận phương pháp bao gồm cả dẫn chứng đều đưa ra cho mọi người xem. Trẻ nhỏ rốt cuộc nên làm gì?
Tiết mục kỳ sau sẽ là gì? Cách thức dụng tâm. Những tiết mục như thế này đã rất nhiều năm chưa nghe nói đến, cũng chưa được xem. Vẫn có người còn nói về cái này. Đúng, không có cái nào quan trọng hơn cái này nữa. Tâm thuật, chúng ta có cơ hội có thể mở sách cố huấn hối toản. Chúng ta có thể xem những điển tịch trong lịch sử. Tâm thuật là gì? Tâm thuật đối với một đời của trẻ nhỏ quan trọng như thế nào? Dùng tâm sai thì tất cả những gì bạn học, bạn tu đều không có giá trị. Cái tâm đó tuyệt đối là thuần tịnh, thuần chánh. Nó không thể có chút ô nhiễm và tà ác nào. Vấn đề hiện tại là không phân biệt được chánh tà. Thế nên tiết mục này nhất định phải xem. Nó là tổng chỉ đạo, tổng phương hướng. Cuộc đời của con cái tất cả phụ thuộc vào hai chữ dụng tâm. Tiếp một kỳ sau đó là vì sao phải học tập. Họ có thể nói mục đích của học tập. Trẻ nhỏ thì vì sao phải học tập? Học tập cần phải rõ đạo lý, hiểu rõ được đạo lý. Tại vì sao phải hiểu rõ đạo lý? Bạn xem chương trình này, chúng ta càng học tập càng mơ hồ. Học đến trung học, đại học thì hoàn toàn mơ hồ. Trẻ nhỏ hỏi tại vì sao con phải học tập. Phụ huynh hỏi, giáo viên cũng hỏi, toàn xã hội đều hỏi. Cầm cái văn bằng, tại vì sao phải học tập như vậy? Chương trình này có đáp án, chúng ta nhất định phải xem. Chương trình tiếp theo là gì? Mọi lúc mọi nơi đều là dạy học. Nói cách khác thì không có bất kỳ nơi nào là không tiến hành giáo dục, không tiếp nhận giáo dục. Có thật không? Thật. Loại giáo dục này chưa bao giờ được nghe thấy, chưa bao giờ được nhìn thấy. Trên thực tế thì vào 100 năm trước trên khắp đất nước, chúng ta đều được giáo dục văn hóa truyền thống như vậy. Cho nên nhân tài lớp lớp xuất hiện. 5.000 năm, 10.000 năm đều như vậy. Hiện tại thì không biết rồi. Cho nên chúng tôi chấn chỉnh lại toàn bộ, giảng giải cho mọi người, được gọi là tùy thời mà dạy dỗ. Mọi lúc mọi nơi đều được giáo dục. Tiết mục này mọi người nhất định phải xem, phải làm được. Chương trình tiếp theo được gọi là gì? Giáo dục truyền thống là niềm vui vô tận. Có thật vậy không? Là thật. Mọi người hãy xem chương trình này thì sẽ biết. Chúng ta từ trước đến nay vẫn hiểu lầm văn hóa truyền thống, nghĩ là giáo dục như vậy thật cứng nhắc và nhàm chán, cuộc sống thật nhạt. Sai rồi. Cái thứ nhất là không có áp lực. Cái thứ hai là học sinh thích thú, tâm không bị méo mó, không có tâm bệnh, đều không có. Đây đều là khuyết điểm của giáo dục hiện đại. Thời xưa không xảy ra như vậy. Hơn nữa còn có niềm vui trong cuộc sống. Các vị xem chương trình này, các vị nhìn xem học sinh xem phim như thế nào, kể chuyện như thế nào, nghe bình thư, diễn hài, tất cả đều có trong chương trình này. Sư phụ thường nói, đây mới là cái hạnh phúc tốt đẹp, là cuộc sống của con người chưa thấy bao giờ. Chúng ta đến tiết mục kỳ này xem. Bạn xem chương trình này, càng làm càng có rất nhiều điều muốn nói. Điển tích nhiều vô kể. Chúng tôi chỉ có thể đưa ra cái trọng điểm. Tiết mục cuối cùng gọi là gì? Tâm thái của người dạy học. Người dạy học là ai? Ở nhà thì là cha mẹ, trưởng bối. Ở trường thì là thầy giáo, hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm. Trên xã hội thì cán bộ, quan chức. Họ đều là những người dạy học. Họ nên có tâm thái như thế nào để có thể dạy tốt cho người khác, dạy tốt cho con cái. Tâm thái rất là quan trọng. Trong này có rất nhiều học vấn sâu sắc. Chúng tôi hy vọng mọi người tâm bình khí hòa để xem hết chương trình này. Thay đổi được tâm thái thì vận mệnh sẽ được thay đổi. Tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Tâm đã sai thì tất cả đều sai. Cho nên đừng oán trời trách người, ây da trẻ nhỏ có vấn đề. Không phải như vậy, mà là chúng ta, những người giáo dục người khác, tâm thái có vấn đề rồi. Trọng tâm của văn hóa truyền thống là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Chúng ta hiện tại nhìn thấy không chỉ có Trung Quốc, đâu đâu cũng có trường học văn hóa đạo đức truyền thống trong và ngoài nước. Trường mầm non cũng có, mà trường học cũng rất nhiều. Rất nhiều bậc phụ huynh đem con đến học, cả đời cầu học, đi theo con đường này. Nhưng chúng ta thấy có những tình huống phản hồi không được tốt. Vì sao vậy? Rất nhiều phụ huynh nói, cái tôi muốn lại không có. Nói một cách khác, đứa trẻ này chưa được dạy tốt. Cho nên chúng tôi có chuyên mục được gọi là học vấn dạy con. Chuyên mục này rất được yêu thích, người xem rất nhiều. Đến những người không học văn hóa giáo dục truyền thống cũng thích xem. Hóa ra là như vậy. Cho nên mọi người có hy vọng. Họ nói liệu có thể giảng một cách chi tiết hơn không. Thực tế mà nói, giảng chi tiết thì cả đời cũng không thể nói hết được. Chúng tôi chỉ có thể nói phần trọng điểm, đưa ra những cái trọng tâm.
Cho nên chúng tôi hôm nay làm chương trình đặc biệt này, con trẻ cần có người thầy tốt. Nói một cách khác thì giáo dục là quan trọng nhất. Ai là người thực hiện giáo dục vậy? Người mà giáo dục người khác là người thực hiện. Người này là ai? Chúng ta cũng vừa nói qua là cha mẹ, trưởng bối, thầy cô chủ nhiệm, hiệu trưởng, sau đó là những cán bộ quan chức trong xã hội. Ba loại giáo dục. Hiện nay có đủ loại hình trường học văn hóa, đạo đức truyền thống, loại phương pháp giáo dục nào cũng có. Quan niệm không giống nhau, phương pháp không giống, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Đúng là làm lỡ đi rất nhiều học sinh. Bản thân chúng tôi trong thời gian học tập cũng nhìn thấy rất nhiều hiện tượng như thế này. Đều rất muốn nói với các bậc phụ huynh, giáo viên, chúng tôi muốn làm một cuộc giao lưu, đem những kiến thức của cổ thánh tiên hiền mà chúng tôi học được, những kinh giáo, nghĩa lý trong các điển tịch, đặc biệt là của sư phụ ngài, một vị đại đức cao tăng, một vị lãnh tụ giới tôn giáo. Sư phụ đã 88 tuổi rồi, đối với quan niệm, tư tưởng, giáo dục của sư phụ trong nhiều năm qua, chúng tôi nghĩ có thể kết hợp những cái mà chúng tôi lĩnh hội được, chia sẻ với mọi người, cung cấp cho tất cả các bậc phụ huynh, giáo viên và những cán bộ viên chức để mà tham khảo. Chúng tôi đều có một nguyên tắc là không phải tự mình nghĩ ra, không phải là chúng tôi phát minh. Chúng tôi có được những lĩnh hội như thế nào? Đó là căn cứ vào những tác phẩm kinh điển của Thánh Hiền để đối chiếu với những gì mà chúng tôi đã dạy trong những năm qua. Dựa vào tình hình thực tế thì thấy giáo dục Thánh Hiền đúng là chân lý. Những tác phẩm kinh điển thực sự là chân lý. Nếu bạn làm trái với điều này, bạn không áp dụng chánh pháp để dạy, chánh mạch để dạy, chính thống để dạy, thì đúng là tất cả những trẻ nhỏ đều bị làm hỏng trong tay của chúng ta rồi. Chúng tôi không dám. Sư phụ thường nói gan của bạn thật to quá rồi. Sư phụ nói rằng những người tùy ý mở miệng ra là dạy người khác, những người mở trường tư thục, sư phụ thường nói những người nào làm hại con cháu của người khác sẽ phải rơi xuống 19 tầng địa ngục. Địa ngục là thật sự chứ không phải là ví von. Sau này chết đi thực sự sẽ phải chịu ác báo. Cố ý hay không cố ý đều phải chịu ác báo. Thầy Lang giết người phải rơi xuống 18 tầng địa ngục, làm hại con cháu người khác là chuyện không nhỏ rồi. Cho nên chúng ta không thể tùy theo tính khí của mình mà làm. Tại sao chúng tôi phải quay chương trình này? Hy vọng mọi người có thể lưu hành rộng rãi, tương lai có thể lưu thông tại khu vực Đông Nam Á, khu vực người Hoa, lưu thông trên khắp thế giới và lưu thông trên mạng, dịch trở thành nhiều ngôn ngữ. Vì sao vậy? Hy vọng mọi người có thể nghe một chút, xem một chút. Đây không phải là chúng tôi tự mình giảng, mà những điều này là chúng tôi tự mình trải nghiệm với những phụ huynh và học sinh chúng tôi gặp. Đây đều là người thực, việc thực. Còn về đạo lý thì đều dựa vào những kinh điển của Thánh Hiền. Nói cách khác, tuy có những bi kịch trước mắt, đó là những thí dụ thực tế, nhưng cũng có lý luận và còn có phương pháp có thể đối trị được. Cho nên chúng rất quý giá. Những chương trình của chúng tôi trước đây được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, đúng thật là được lưu thông với số lượng lớn. Nhưng suy cho cùng mà nói, hiện tại chúng tôi lĩnh ngộ được rằng việc chỉnh lý giáo dục tư thục, giáo dục văn hóa truyền thống một cách rất chi tiết như thế này vẫn còn rất ít. Chương trình như thế này cũng quá ít. Vì vậy hôm nay là chương trình đầu tiên. Có ba từ dạy cái gì? Đây là phần trọng tâm nhất. Các cô là ba giáo viên chủ nhiệm cần phải có lĩnh hội. Đây đều là vấn đề mà phụ huynh và giáo viên quan tâm nhất. Có phụ huynh đến đây và chất vấn các cô. Tôi cũng đã từng nghe các cô kể rồi. Ở đây các cô có dạy toán lý hóa không? Vì sao không dạy? Các cô có dạy cầm kỳ thi họa không? Vì sao không dạy? Họ nghĩ rằng văn hóa truyền thống là gì? Đó là phong hoa tuyết nguyệt, cho nên nói họ không hiểu. Chúng tôi hy vọng như là Khổng Lão Phu Tử đã nói, nhất định phải như thế nào? Nhất định phải chánh danh. Cái gọi là danh không chánh thì ngôn không thuận. Nho giáo văn hóa truyền thống dạy điều gì? Trước tiên nhất định phải chánh danh. Rốt cuộc là dạy cái gì? Từ xưa đến nay dạy trẻ nhỏ không dạy gì khác, chính là dạy ngũ luân. Đó là năm loại quan hệ luân thường, chính là những điều chúng ta đã nghe quen tai: phụ tử hữu thân, trưởng ấu hữu tử,
phu phụ hữu biệt, nguyên thần hữu nghĩa, bằng hữu hữu tính. Còn muốn giới thiệu với mọi người một quyển sách, một quyển sách rất quan trọng, gọi là Dưỡng Chính Di Quy. Đây là quyển sách liên quan đến giáo dục, do Trần Hoàng Mưu tiên sinh, là Tuần Phủ Quan Tây vào thời vua Càn Long Triều Thanh biên tập. Tuần Phủ là tương đương với chủ tịch tỉnh, hiện nay nhiều người không biết. Tài liệu giảng dạy của chủ tịch tỉnh đã truyền qua bao nhiêu năm cho đến nay, đã gần 200 năm vẫn là hữu dụng. Ai nói với chúng ta vậy? Sư phụ lão nhân gia nói. Những bậc thánh hiền ở các triều đại đã xuất hiện như thế nào? Các vị hãy xem quyển sách Ngũ Chủng Di Quy của Trần Hoàng Mưu tiên sinh. Bộ đầu tiên là Dưỡng Chánh Di Quy. Bên trong có những phương pháp giáo dục tốt nhất, đem Đệ Tử Quy giải thích cho các vị rất chi tiết, cho nên các vị dựa vào sách đó là chính xác. Quyển sách này tập hợp tất cả tài liệu quan trọng nhất về giáo dục trẻ nhỏ từ thời Tống đến đời nhà Thanh, là tài liệu dạy trẻ nhỏ quan trọng nhất, bao gồm dạy trẻ cái gì, làm thế nào để dạy trẻ nhỏ. Quyển sách chi tiết đến mức chỉ ra làm thế nào để dạy trẻ nhỏ học tập, làm sao để dạy trẻ trong cuộc sống thường ngày. Quyển sách rất là chi tiết, như trong tập 1. Tập 1 là Chu Tử Bạch Lộc đọc thư viện Yết Thị của Chu Phu Tử. Trong đó đã nói đến chúng ta dạy trẻ nhỏ điều gì. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ, nhất là những người trong ngành giáo dục. Xem những sách kinh điển này thì tập đầu tiên, câu đầu tiên đều là quan trọng nhất. Sư phụ thường xuyên nói với chúng ta như vậy. Nếu không thì nó đã không được để trên phần đầu. Tiên nhập vi chủ, nếu nó sai thì họ có dám để phía trước không? Chỉ cần hơi có chút mơ hồ thì không dám để ở phần đầu. Câu đó nhất định phải vô cùng chính xác. Chu Phu Tử cho đến bây giờ, từ đời Tống cho đến bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, nó luôn đặt ở vị trí đầu tiên. Cô hãy nói về điểm quan trọng nhất trong tác phẩm đi. Trong lời mở đầu của tác phẩm, Hoàng Mưu tiên sinh đã nói, ông nói học giả giả, sở dĩ học vi nhân giả. Có nghĩa là gì? Học tập chính là học cách làm người. Thiên hạ vô luân ngoại chi nhân, cố tự vô luân ngoại chi học. Trong thiên hạ thì không có người nào nằm ngoài luân thường, cho nên cũng không có học vấn nào nằm ngoài luân thường. Cho nên Chu Phu Tử liệt kê năm loại giáo dục đầu tiên. Chu Phu Tử đã đem năm loại giáo dục luân thường đặt lên vị trí số 1 để nói với mọi người về cái gốc của việc học là gì. Đúng rồi, cái gốc của việc học là gì? Đó là sư phụ thường dạy ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, thì ngũ luân được đặt lên hàng đầu. Thế thì câu hỏi được đặt ra là chương trình này mọi người khi xem thì nghĩ là văn hóa truyền thống, là học cái này à? Ngũ luân là gì? Các vị xem, nhưng cái chúng tôi muốn là công thành danh toại. Con của chúng tôi tương lai phải làm chính trị gia, nhà khoa học, doanh nhân, phải là một người tài ba. Bạn nói xem ngũ luân chẳng liên quan gì với chúng tôi. Vậy thì chúng tôi xin đặt câu hỏi với mọi người. Vị tiên sinh Trần Hoàng Mưu này là chủ tịch tỉnh, chính trị gia. Ông viết bộ sách này đã được lưu truyền quá nhiều năm như vậy. Ông là một nhà giáo dục, ông đã dạy cho bao nhiêu người rồi, rất có tiếng tăm. Hai điều này ông đều đã làm được. Đó là chủ tịch tỉnh Quảng Tây. Rất nhiều người làm quan lớn, có người nào lớn lên và trưởng thành mà không học ngũ luân hay không? Vậy bạn nói xem những lời ông ấy nói có phải là dựa trên kinh nghiệm bản thân hay không? Nhất định là vậy rồi. Nếu không phải như vậy, ông ấy có dám viết ra không? Viết sách không phải như những người bây giờ nói hưu nói vượng, tùy tiện là có thể xuất bản sách rồi bán lấy tiền là xong. Cổ nhân không phải như vậy. Họ tự biết rằng nếu dạy dỗ sai con cái nhà người thì sẽ phải gánh trách nhiệm nhân quả. Họ sợ báo ứng, hại ra biết bao nhiêu người. Nói cách khác, bộ sách này đã lưu truyền đến tận bây giờ. Sư phụ còn đã hết lòng khen ngợi văn hóa truyền thống, nhất định phải bắt đầu từ bộ Dưỡng Chính Di Quy. Thì các vị không cần nghĩ, cũng biết bất luận là đại đức xưa hay là đại đức thời nay đều ấn chứng đây thực sự là tác phẩm tốt, kinh điển tốt. Các vị có dám tin hay không? Các vị đã nghe chúng tôi nói thì các vị có những lĩnh ngộ gì? Cuộc đời con người có hay không có vinh hoa phú quý? Có hay không những gia đình hoàn mỹ? Có hay không có hạnh phúc cát tường? Có. Nếu muốn có thì tất cả đều nằm trong giáo dục văn hóa truyền thống. Nói cách khác, nguồn gốc căn bản của giáo dục văn hóa truyền thống là ngũ luân. Ở bên trong đó có. Chúng ta hiện nay thứ nhất thực sự là không hiểu, đã bị mai một từ nhiều đời rồi, có nguyên nhân. Thứ hai là tại vì sao mọi người không dễ dàng đón nhận? Đó là bởi vì phụ huynh giáo viên quá sốt ruột. Nói cách khác là chỉ nhìn được cái trước mắt. Câu nói này nghe có vẻ là lời phê bình, không dám phê bình. Chúng tôi chỉ nhắc nhở mọi người có sốt ruột không? Có nhìn cái trước mắt không? Cái lý tưởng mà các vị muốn rất gần với cái lợi, có sốt ruột
muốn có thành quả hay không, rất là sốt ruột. Hai từ sốt ruột, thiển cận đều có trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Các cô thường xuyên gặp những phụ huynh như vậy không? Chúng con đã từng gặp một gia đình rất mong con cái trở thành rồng, nhưng ngược lại lại trở thành sâu bọ. Chính là bởi vì không hiểu ngủ luôn, cho nên đã có cái kết quả như vậy. Có một bé khi được đưa đến chỗ chúng con, lúc đó là 5 tuổi. Đó là một bé rất thông minh, nhận biết rất nhiều từ, học thuộc rất nhiều sách kinh điển như Tứ Thư, nó đều có thể đọc thuộc lòng. 5 tuổi à? Dạ 5 tuổi. Nghe nói ba của bé, bởi vì thấy được con mình khi sinh ra có thiên chất thông minh, đã rất nóng lòng muốn con nhanh chóng thành công. Chưa đến 1 tuổi đã dạy nó nói. Dạy nó nói xong còn dạy đọc sách, nhận biết chữ. Khi nó được 2 tuổi đã nhận biết được rất nhiều từ rồi. Hơn nữa đã đọc thuộc rất nhiều kinh điển, rất nhanh mồm nhanh miệng. Đi đến đâu mọi người đều nghĩ là nó là thần đồng, nói rằng nó sẽ là thánh hiền tương lai. Cha mẹ nó có phải cũng nói là nó là thần đồng không? Đúng, ba mẹ nó cũng nghĩ là con của mình đúng là đặc biệt. Nhưng đứa trẻ này khi được đưa đến trường học của chúng con, nó biểu hiện như thế nào? Nó không chung sống được với mọi người. Nó vừa không biết cách chung sống với trưởng bối, và cũng không biết cách chung sống với bạn học. Nó có biểu hiện như thế nào? Thí dụ như trưởng bối nói chuyện với nó, con đi làm cho thầy một việc nào đó, nó hỏi lại thầy, tại vì sao lại bảo con đi làm việc này? Nó phải nói điều kiện với thầy. Sau đó nếu thầy nói rằng bây giờ thầy rất vội, con đi làm ngay đi, nó sẽ nói là thầy ơi, khi con ở nhà bố mẹ con phải nói với con tại vì sao thì con mới đi làm. Nếu không nói với con thì con không biết tại vì sao con phải làm à. Bạn xem, trong Đệ Tử Quy có câu cha mẹ bảo chớ làm biến, mở ngoặc bắt buộc phải nói trước chứ con tại sao lại bảo chúng như vậy. Các chị xem phải có điều kiện thì mới làm việc. Cha mẹ giao à? Sống chung với bạn học, nó nghĩ là bởi vì nó biết được nhiều chữ hơn, đọc được nhiều sách hơn so với các bạn đồng tuổi, nó nghĩ là nó giỏi hơn người khác, cho nên nó thể hiện ra bên ngoài một tập khí rất là ngạo mạn. Nói chuyện với các bạn thì rất là không khiêm tốn. Thí dụ như nó thường hay nói với các bạn là bạn này có nghe thấy hay không, tôi nói cho bạn biết bạn phải làm như thế này thế kia. Nó thường xuyên hay nói như vậy, đến mức mà các bạn đối với nó kính trọng nhưng không dám gần gũi. Đến bản thân nó cũng không nhận ra điều đó. Tôi tin là đứa trẻ như thế này nhất định rất khó để mà sửa. Có đúng không? Rất khó. Đứa bé này đã có biểu hiện như thế nào? Chỉ cần bị thầy giáo uống nắng nó, để nó theo quy tắc thì nó liền tức giận. Sau đó nó đánh mắng thầy giáo. Chỉ mặt thầy giáo mà mắng, thầy dám động vào tôi à? Thầy động vào tôi lần nữa xem. Nó đã có những hành động như vậy. Khi đó chúng con đã nói chuyện với phụ huynh của nó, nhưng ba mẹ nó không tin. Không tin con của mình đã đọc sách thánh hiền thì làm sao có thể có hành động như vậy. Sau đó chúng con đã mời phụ huynh đến, đứng bên cạnh cửa sổ lén xem. Ba mẹ nó xem thấy cảnh tượng như vậy đã là rất kinh ngạc, sửng sốt. Lúc đó con mới nhận ra rằng thật sự không thể ngờ đến. Họ nói chúng tôi không hề biết con của chúng tôi lại có thể như thế này. Vì sao lại có thể như thế này? Các cô có đáp án hay không? Bởi vì đứa bé này từ nhỏ đã có tư chất thông minh, mà cha mẹ lại đặt toàn bộ sự tập trung vào việc dạy nó đọc sách, dạy nó có thể nhận biết được bao nhiêu chữ. Nhưng họ hoàn toàn lơi lỏng sự giáo dục bổn phận làm con cần phải hiếu thuận với cha mẹ, nghe lời cha mẹ. Đây cũng là luân đầu tiên trong ngũ luân, phụ tử hữu thân. Đúng vậy, các con thông qua thí dụ này, đứa bé là một hình ảnh thu nhỏ. Các chị có thể xem đoạn video này. Đứa trẻ đó đúng là đã đánh giáo viên, mắng giáo viên. Giáo viên nói với phụ huynh học sinh nhưng họ không tin. Còn chúng tôi học đạo đức văn hóa truyền thống, học đã lâu như vậy rồi, nó làm sao có thể đánh người được chứ. Chúng tôi đã mời phụ huynh đứng bên cạnh cửa sổ để mà xem. Các chị xem, con của các chị đang ở trong đánh giáo viên. Cha mẹ vừa nhìn thấy họ đã rất kinh ngạc. Họ nói là con chúng tôi mới 5 tuổi mà không phải con người. Họ không ngờ đến. Cho nên phụ huynh hiện nay sự việc họ không biết còn rất nhiều. Khi nhìn tận mắt thì không nói được gì nữa. Cha mẹ của nó mỗi khi nhắc đến chuyện này thì luôn nghĩ rất lâu. Là vì sao là như vậy? Thật ra chính là hai từ đó: thiếu đức. Khi dạy đã không có đức, khi học cũng không có, mà chỉ dạy tài nghệ, năng lực, đọc thuộc sách, cầm kỳ thi họa. Nói cách khác, dạy trẻ điều gì cũng là đề tài của chương trình hôm nay. Dạy điều gì? Đầu tiên là dạy đức. Đức là một từ trống rỗng. Có thể bắt đầu từ đâu? Đức rất nhiều, có thể bắt đầu thực hành từ đâu? Trước tiên phải bắt đầu từ đức của người làm con. Cái gọi là luân đầu tiên trong ngũ luân, phụ tử hữu thân. Đối với cha mẹ như thế nào? Đối với thầy cô thì như thế nào?
đối với trưởng bối như thế nào, đối với cấp trên thì ra làm sao, đối với bạn bè như thế nào, ngủ luôn không ai dạy. Các vị xem đứa trẻ như vậy thì khi trưởng thành có thể là người tốt được không? Khi các vị mới 5 tuổi mà đã dám đánh thầy cô rồi. Cho nên khi chúng ta còn nhỏ đều có ấn tượng, nếu trưởng bối không vui là hậu bối không dám hé nửa lời, đến thở mạnh cũng không dám. Vì sao vậy? Bởi vì họ có khái niệm, họ biết đối với trưởng bối thì phải nên như thế nào. Đây là giáo dục ngủ luôn. Trước đây vào thời của chúng tôi tuy không có những loại sách cổ như vậy, không có văn hóa truyền thống, nhưng những nền tảng cơ bản trong dân gian thì vẫn còn. Ông bà cha mẹ họ đều có, ở họ vẫn còn sót lại một chút tàn dư, cho nên chúng tôi vẫn còn một chút tính cách như vậy, vẫn còn nghe nói đến. Nhưng hiện nay không còn nữa rồi. Hiện nay thì phụ huynh đều không được nghe đến nữa rồi. Cho nên các cô là giáo viên chủ nhiệm, khi các cô nói với phụ huynh ở đây trước tiên, chúng tôi dậy ngủ luôn, họ chưa chắc đã hiểu được. Phụ huynh học sinh lúc mới bắt đầu đã không tin cho lắm. Họ nghĩ rằng con chúng tôi sao có thể như vậy. Không tin cái gì? Không tin rằng chúng con nói đứa bé này có những thói tạo khí này, họ không tin. Sau đó thì được về nhà, được nghỉ lễ. Để đến khi trường chúng con khai giảng, phụ huynh đã đưa con trở lại trường. Sau khi đưa con trở lại trường thì đã nói với giáo viên. Chúng tôi đã thực sự phát hiện ra những tình huống mà cô đã nói trên người đứa nhỏ này đều có. Chúng tôi thực sự không thể ngờ đến, không ngờ rằng đứa trẻ này hiện tại lại trở thành như vậy. Con nghe nói nó ở nhà, ba mẹ nó nói cái này ăn rất ngon, là ba mẹ mua cho con đó, vậy con cho ba mẹ ăn một chút nhé. Sau đó, bởi vì đứa bé này rất thích ăn món đó, nó đã không cho ba mẹ. Nó tiếc, nhưng nó cũng không nỡ nói không cho ba mẹ. Nó không nói ra lời, nhưng nó cũng không đưa. Các bạn nghe xem, đây là đã được học ở trường đạo đức văn hóa truyền thống được một năm rồi, về nhà vẫn như vậy. Đúng vậy, nó biết là cần phải đưa cho bố mẹ ăn, nhưng trong lòng nó lại thực sự không nỡ cho. Sau đó nó cũng không lên tiếng. Con hỏi nó, thế ba mẹ con lúc đó có phản ứng như thế nào? Nó nói ba mẹ con không nói gì cả. Con liền hỏi nó, con nói, con đã biết không nói gì có nghĩa là gì không? Nó nói, con không biết. Con nói, không nói gì đó chính là đau lòng, buồn đến tột cùng rồi. Cho nên khi ba mẹ nó đưa đến trường, đã nói với giáo viên là, cô ơi, con nhất định phải dạy dỗ đứa trẻ này một cách nghiêm khắc. Nó thực sự là hư không thể tưởng tượng được rồi. 5 tuổi à? Sao kỳ nghĩ là nó được 6 tuổi rồi à? Tuy mới chỉ có 6 tuổi, nhưng đối với cha mẹ đã có vật ngã chi biệt. Chính là cha mẹ là cha mẹ, tôi là tôi phải đáp ứng nguyện vọng của tôi trước đã. Nó ích kỷ đối với thầy cô, đối với bạn học thì cũng không phải là chuyện lạ nữa rồi. Cái mấu chốt ở đây là sự chọn lựa giữa đồ ăn ngon và ba mẹ. Đồ ăn ngon là nhất, ba mẹ chỉ đứng thứ hai, nó thì đứng thứ nhất. Bạn liền biết cái cơ bản của luân lý làm người không có. Bạn xem đứa trẻ như thế này, nó có thể đọc thuộc lòng từ dưới lên tứ thư ngũ kinh thì có nghĩa lý gì chứ? Nó vẫn làm bạn tổn thương như thường. Quay trở lại mà nói, ai dạy nó? Trước khi nó 5 tuổi, ai dạy nó vậy? Bởi vậy, ba mẹ đã sai rồi. Sai ở đâu? Đó là ba mẹ không biết giáo dục con cái, luân lý làm người. Nó quan trọng hơn cả tài nghệ, quan trọng hơn rất nhiều. Hiện tại mọi người đều chú ý tập trung vào cái kia hết rồi. Cô đã dạy 2 năm, con của chúng tôi đàn hát, nhảy múa, cầm kỳ thi họa, hình như cái nào cũng không được. Cô đã dạy nó cái gì rồi? Họ không biết. Không có điều gì trong cuộc sống quan trọng hơn minh luân. Phụ tử hữu thân, các cô thường giảng cho học sinh, tôi nghĩ rất có đạo lý. Đây là sự tương hỗ lẫn nhau. Đúng vậy, mỗi loại quan hệ trong ngũ luân đều là tương hỗ lẫn nhau. Ví dụ như phụ tử hữu thân, mối thân thiết của cha đối với con và sự thân thiết của con đối với cha khác nhau như thế nào. Sự thân thiết của cha đối với con là dưỡng dục. Điều này là trong Tam Tự Kinh nói, nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Trong này nói đến hai việc, một cái là dưỡng, một cái là dạy. Dưỡng chính là nuôi dưỡng dạy dỗ chúng, nuôi nấng chúng thành người. Dạy chính là giáo dục chúng, dựa trên đức hạnh và ngũ luân dạy dỗ chúng làm thế nào để thành một con người. Các con xem, cái này chính là nói đến trách nhiệm, bổn phận của cha mẹ. Cho nên trong ngũ luân bao hàm cả bổn phận. Nói cách khác, cái đức hạnh đó là cái mà các vị vốn dĩ phải có, vốn dĩ là phải làm, là cái đức của cha mẹ. Đúng vậy. Sự thân thiết của con cái đối với cha mẹ là gì? Chính là trong đề tử quy phần nhập tắc hiếu, tất cả sự việc được giảng giải trong chương này thì bốn điều đầu tiên là quan trọng nhất. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cho đến cha mẹ trách phải thừa nhận, đây là căn bản. Người làm con cần phải tận bổn phận là bắt đầu từ đây.
Những điều này hợp lại chính là thân. Vừa nãy nói là sự thân thiết của cha mẹ đối với con cái, còn sự thân thiết của con cái đối với cha mẹ là điều mà con vừa mới nói mấy câu đầu trong đề tử quy, hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên mới nói nó thực sự là tương hỗ lẫn nhau. Đó chính là gì? Đó chính là nhân luân. Chúng con cũng đã từng tiếp xúc qua một học sinh như thế này. Đã hơn 10 tuổi rồi, là một bé trai. Từ nhỏ đã học giáo dục văn hóa truyền thống. Đứa trẻ này ai cũng phải khen ngợi. Thậm chí nói khi ở trường giáo viên cũng nghe lời đứa trẻ này. Bởi vì giáo viên nghĩ rằng đứa trẻ này học văn hóa truyền thống, có một số đạo lý mà đứa trẻ nói ra thì giáo viên cũng không nói được. Cho nên ở trường giáo viên đều nghe đứa trẻ này. Gặp phải vấn đề gì, giáo viên trước tiên sẽ đi hỏi học sinh này: còn có ý kiến gì không? Con nghĩ là nên làm như thế nào? Giáo viên thỉnh giáo học sinh à? Đúng vậy, giáo viên đi thỉnh giáo học sinh. Đứa trẻ này sau khi đến học trường của chúng con có một số biểu hiện. Thứ nhất là cao ngạo, xem thường mọi người. Thậm chí đến chúng con làm giáo viên cũng xem thường. Cảm thấy là giáo viên cái này không được, cái kia không được, cái này không đúng, cái kia không đúng. Xem thường bạn học, nghĩ rằng những bạn học ở đây không thể sánh được với nó. Chúng con ở đây có sắp xếp cho mọi người phải lao động, cho từng học sinh xuống bếp để làm cơm. Nó đã nói như thế nào? Nó nói chí hướng của con, lý tưởng của con là làm thánh nhân, là làm thánh hiền. Làm sao có thể vào bếp làm cơm được chứ? Như vậy không liên quan, không đồng nhất với lý tưởng của con. Sau đó đứa trẻ này, chúng con nhìn thấy nó ở trong phòng của mình. Nó viết, nó nói: hoa tươi, tiếng vỗ tay đối với tôi mà nói chỉ là phù du. Những cái này không phải là cái mà tôi quan tâm nhất. Trong tương lai tôi muốn hoằng pháp lợi sanh, tôi muốn phục vụ cho đại chúng. Chúng con có lúc nghĩ, một đứa nhỏ đến cơm cũng không biết làm, đến việc vào bếp cũng không muốn vào. Bạn bảo nó tương lai đi hoằng pháp lợi sanh, làm sao có thể chứ? Với lại phụ huynh của đứa trẻ này, bởi vì thực sự đứa trẻ này ở trong trường của chúng con không cách nào có thể học được. Phụ huynh học sinh gọi điện cho chúng con, chất vấn chúng con tại vì sao lại không giữ đứa trẻ này lại, rốt cuộc là lý do gì? Một đứa trẻ tốt như thế này, đúng vậy ạ, sao các cô lại không nhận biết được vậy? Đúng vậy ạ, phụ huynh học sinh chính là có tâm thái như vậy. Con của chúng tôi tốt như vậy, từ trước đến nay chưa có người nào nói con chúng tôi không tốt. Đến trường của các vị thì lại đem trả lại con của chúng tôi. Lý do các vị là gì? Họ đã chất vấn chúng con. Hai thí dụ các cô vừa đưa ra đã đại diện cho tâm thái phổ biến trong xã hội hiện nay. Chỉ ham cái lợi ích trước mắt, trong mắt chỉ có những điều này. Các vị chỉ nhìn thấy những tài nghệ này. Mọi người đều như vậy, đánh giá một đứa trẻ, đánh giá một người lớn, thậm chí đánh giá xã hội này, gia đình này, đều là cái tiêu chuẩn này. Kiếm được bao nhiêu tiền, lái loại xe gì, ở nhà như thế nào, đứa trẻ đọc thuộc được cái gì, có những tài nghệ gì, tất cả đều là những điều này. Cả thế giới đều là chạy theo danh văn lợi dưỡng, xem những thứ này là duy nhất. Họ không phải xem thành thứ nhất, thứ hai không có thứ hai mà là độc nhất. Ở đây chúng ta lại nhớ đến câu nói trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói quá đúng: không hiểu đạo đức vì không có người nói. Phật từ bi nói câu kế tiếp: không nên trách họ, bạn không được trách họ. Cho nên sư phụ luôn dạy là văn hóa truyền thống đã bị lãng quên quá nhiều thế hệ, mọi người đều không biết cái gì được gọi là đạo đức nữa rồi. Nói cách khác, dạy cái gì là trước tiên cần dạy luân lý đạo đức. Cái này nền tảng của tất cả. Còn về những tài nghệ kia, giống như hai đứa trẻ mà các cô vừa nói, nó biết cái này, biết cái kia, cũng có thể đây là tư chất tự nhiên của nó, cũng có thể là chúng sau này mới học được. Những cái này cần xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trước tiên cần dạy cái gì? Nhân đức, chính là đức hạnh để làm người. Còn những cái này là gì? Chúng là công danh lợi lộc. Nói cách khác, nó là vinh hoa phú quý. Cái gì có muốn những cái này không? Được. Văn hóa truyền thống không phản đối điều này. Cái gì muốn được hạnh phúc bình an, cái gì muốn cả đời được thuận lợi trôi chảy, thuận buồm xuôi gió, thì phải lấy đức hạnh làm căn bản. Cho nên đức là gốc, tài là ngọn. Chúng ta nhất định phải hiểu được tiền tài có nghĩa là gì. Tiền tài có thể nuôi dưỡng thân thể của chúng ta, có thể đem đến cho chúng ta vinh hoa phú quý, bình an cát tường. Đúng là vậy, nhưng nó có căn nguyên. Các vị không thể nói là tài là gốc mà tài cũng là ngọn. Tất cả đều là tiền tài. Đây là nói săn nói bậy, sai lầm rồi. Giáo viên và phụ huynh hiện tại có ai xem trọng cái gốc này? Đó chính là gốc rễ của hoa, cỏ, cây cối. Có rễ thì nó mới nở hoa kết trái. Từ trên cây cắt xuống cắm vào bình hoa nhìn rất đẹp, được 3 ngày thì lại khô héo rồi.
Cho nên nói cái đức này rất quan trọng. Đức là cái gì? Thứ nhất là nhân đức. Đó chính là phận làm con, phụ tử hữu thân. Nó có phải là người con có hiếu không? Quy tắc của người con hiếu rất nhiều. Cho nên cái này cần phải học. Tôi nghĩ rằng đoạn ghi hình kia chính là đứa trẻ thần đồng 5 tuổi đó đánh giáo viên, mắng giáo viên. Mọi người nên thường xuyên xem. 5 tuổi mà dám đánh giáo viên, 10 năm nữa nó cho cha mẹ và giáo viên hai cái bạt tay, thậm chí có thể đâm một nhát. Các chị nghĩ rằng có khó hiểu không? Không hề khó hiểu. Cho nên bây giờ đúng là cả thế giới, nhỏ thì là gia đình, lớn thì là công ty, xã hội, đều không ai biết cái gì gọi là đức hạnh. Không biết tầm quan trọng của đức hạnh. Vì sao vậy? Cuộc vận động ngũ tứ đã lật đổ đạo đức luân lý của Khổng gia. Đây là tên mà họ đã đặt. Mắng tổ tiên của mình là Khổng lão nhị. Cách mạng văn hóa cũng mắng theo. Cho nên mắng rồi lại mắng, đã mắng hơn 100 năm rồi. Mọi người đối với điều này không có niềm tin nữa rồi. Căn bản là không biết đang nói về cái gì. Các chị lật đổ cái này rồi thì khổ nạn đã đến, khổ nạn rất nhiều. Tôi đã nghe các cô nói là người không biết làm cha mẹ, tiếp đó thì họ có biết hay không phận làm con? Con cái không biết vậy sao mà làm cha mẹ họ cũng không biết làm. Các cô xem, đến vị trưởng bối kia càng không biết, đúng không? Ôm đứa trẻ trong lòng là cháu nội đúng không? Nắm đấm nhỏ đấm cho ông nội một cái, nó mới mấy tuổi gì? Khi đó nó khoảng 2 đến 3 tuổi. Đó là đứa trẻ mà ở chỗ các cô đúng không? Đúng vậy. Đứa trẻ này khi đến đây là 7 tuổi. Là một bé trai mập mạp bù bẩm, khỏe mạnh kháo khỉnh, vô cùng đáng yêu. Nhưng nghe nói khi nó ở nhà, vì được nuông chiều, gia đình họ có nhiều anh chị em, nó là đứa cháu trai duy nhất. Cho nên từ ông bà nội đến cha mẹ, chị em, không có ai là không phải nhìn sắc mặt của nó để mà xử sự. Chú ý câu nói này: người lớn phải nhìn sắc mặt của trẻ nhỏ. Đây gọi là gì? Thất đức. Đúng ra phải như thế nào? Đúng ra phải là ngược lại. Hiện tại là bị đảo lộn. Các vị đảo ngược lại là bình thường rồi. Các vị xem Địa Tử Quy, các vị xem Tam Tự Kinh, các vị xem những sách cổ của Thánh Hiền. Không có sách nào là không bắt đầu từ nhân đức. Đó chính là phận làm người con thì phải có đức hạnh của người làm con. Bắt đầu từ đức hạnh của cha mẹ. Không có gì là không bắt đầu từ đây. Các vị khiến cho đức hạnh này bị đảo lộn. Tương lai các vị muốn có một đứa con có tiền đồ, có đức hạnh, có thể làm cho các vị hài lòng. Điều đó là không thể. Đứa trẻ như vậy nhất định bạn không thể có được. Vì sao vậy? Bởi vì nền móng không có, nền móng đã lộn xộn. Cho nên mới nói cha mẹ dạy phải kính nghe. Hiện tại thì là cái gì? Con cái dạy, cháu chắc dạy phải kính nghe. Cháu chắc trách phải thừa nhận, phải nhìn sắc mặt của nó. Nguyên nhân là gì? Là do không biết làm cha mẹ. Cha không ra cha, kết quả sẽ là gì? Con không ra con. Đúng vậy. Trong luật ngữ đã nói với chúng ta là phụ phụ là cha là mẹ. Phải giống một người làm cha làm mẹ, là một người cha, một người mẹ. Kết quả nhất định là con cái của họ giống như một đứa con, là một người con. Cho nên phụ phụ tử tử là câu nói trong luận ngữ. Mọi người nghe hiểu cái đạo lý này rồi thì mới biết thì ra không còn đức hạnh rồi, thiếu hụt rồi. Có cái kết cục thảm hại như vậy. Thực sự là như vậy rồi. Các con xem, đứa trẻ khua nắm đấm lên, đấm cho ông nội một cái, ông nội cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Đúng vậy. Vì nó mà reo hò, cháu của tôi khỏe quá. Đúng vậy không? Đúng vậy. Đứa trẻ này còn thường xuyên có một loại biểu hiện, đó là trừng mắt, nhìn một cách giận dữ. Các cô nghe xem, 1-2 tuổi, mới có 1-2 tuổi thôi. Tôi tin rằng gia đình nào cũng có tình huống như vậy. Còn đứa cháu gái ôm vào trong lòng, cào lên mặt của cha mẹ. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần trên đường. Cha mẹ còn ở đó né tránh, cứ không vui là nó làm như vậy, tức giận lên. Phụ huynh còn cho rằng rất thích thú. Thú gì? Đứa trẻ này khi đến 6-7 tuổi đã rất ngổ ngược. Khi được gửi đến đây, nó còn có em gái học ở đây. Nó thường xuyên bắt nạt em gái đó, vô duyên vô cớ đánh em gái mình. Khi đến trường là mấy tuổi? Khi đến trường là 7 tuổi ạ. Các cô nghe xem, 7 tuổi đã bắt đầu đánh em gái rồi. Cô nói xem gia đình này sau này có hòa hợp được không? Hơn nữa, nó đánh em gái mình, nó bắt nạt em gái. Chúng con đã hỏi nó, đây là em gái của con, vì sao con không yêu thương, bảo vệ em gái con? Nó nói nó không thích em gái. Sau đó con hỏi, thế con ở nhà, con có thích cha mẹ, ông bà con không? Nó nói ở nhà con không thích ai cả, trong gia đình tất cả mọi người con đều không thích. Chúng con thường xuyên nghiêm khắc quản giáo đối với nó.
nó mới biết được sơ sơ một số quy tắc, biết được bản thân mình trước đây đã sai. Đến khi được về nhà nghỉ Tết, nó về đến nhà thì biểu hiện của nó cũng tương đối có quy tắc. Không cho làm thì không dám làm, đồ ăn vặt không cho ăn thì không dám ăn. Học tốt rồi, rất có quy tắc. Nhưng ông bà nó nhìn như thế thì lại không chấp nhận được. Hả? Ông bà nhìn như vậy thì không chấp nhận được. Không chấp nhận điều gì? Nhìn thấy nó thay đổi theo quy tắc, nghe lời rồi thì không chấp nhận được. Quán trách cha mẹ nó, mắng cha mẹ nó, nói là chúng bay đem đứa trẻ này đến chỗ nào học vậy? Sao lại dạy nó trở thành đứa ngốc nghếch và đần độn rồi? Sau đó đứa trẻ này rất thông minh, nó nghe thấy ông bà nói những lời này thì cha mẹ không dám nói gì, thì nó liền hiểu ý của người lớn. Cho nên không đến một tháng, đứa trẻ này lại quay trở lại như trước đây. Các cô chú ý, cái thí dụ này quá sinh động, rất thực tế, rất có tính giáo dục. Chỉ một câu nói của phụ huynh, công các cô dạy dỗ nửa năm thành vô ích rồi. Sức ảnh hưởng của phụ huynh quá lớn, các cô xem đi. Không nhận biết được đạo đức, không biết cái gì là đạo đức. Đứa trẻ thật sự là có cái nhân đức này, nó đã thực hiện được, đã làm được rồi, có đức hạnh rồi. Phụ huynh không đồng ý. Vì sao lại không đồng ý? Thế này có nghĩa là gì? Tại vì sao đứa trẻ lại trở thành như vậy? Quy tắc như thế này để làm gì? Cẩn thận như thế này, lại còn bê trà rót nước cho tôi, còn nhìn sắc mặt của tôi, phải nên như thế nào vậy? Hóa ra họ nghĩ là như thế kia mới đúng. Các cô xem bây giờ đi đến đâu, nếu trẻ nhỏ có quy tắc, có thứ tự trên dưới, làm được như trong đệ tử quy, những đứa trẻ như vậy lại bị gọi là quái vật, đều điên đảo rồi. Họ không nhận biết rằng đây là đức hạnh, đây mới chính là điều phiền phức lớn nhất. Cho nên các cô vậy, trẻ nhỏ trở thành như vậy, đưa về nhà thì phụ huynh không nhận. Cho nên cô xem, dạy trẻ cái gì là rất quan trọng. Mọi người không đồng ý cái mà các cô dạy. Cho nên các cô nói xem, đứa trẻ này làm thế nào để dạy cho tốt được. Cho nên khi nhập học hoặc lúc ở nhà, việc đầu tiên của giáo dục chính là gì? Mọi người nhất định phải có cái nhìn đồng nhất. Phụ huynh dạy như vậy rồi, ông bà phản đối, đứa trẻ này ở nhà vẫn không thể học tốt được, đúng không? Ở trường dạy như vậy, khi trở về nhà phụ huynh không chấp nhận, không thống nhất giáo viên, ý kiến không đồng nhất thì cũng không thể được. Cho nên dạy trẻ điều gì cần phải được thống nhất, quan điểm phải đồng nhất. Dạy trẻ điều gì? Dạy đức hạnh. Có người nói là vậy, tôi dạy đức hạnh cũng như điều mà bạn vừa nói, ông bà không chấp nhận thì làm sao? Không sao, các vị cứ tiếp tục nói. Sự thật có thể khiến cho mọi người nhận biết rõ ràng, có thể làm thức tỉnh. Đứa trẻ đó có thể là một bài giáo dục cho người lớn. Đứa trẻ này sau khi quay trở lại như trước đây, nó tiếp tục đánh cha mẹ, đánh mắng ông bà. Tôi nghe trưởng bối của gia đình họ nói là nó đứng trên bậc cầu thang cao nhất, sau đó cầm trên tay cái điện thoại hướng xuống dưới phía chỗ bà đang đứng, ném thẳng vào ngực của bà. Cái điện thoại đó đâm rất mạnh vào ngực của bà nó. Lúc đó người bà đã bị dọa không hề nhẹ. Đến cuối cùng đứa trẻ này, khi kỳ nghỉ đông chuẩn bị kết thúc, bà của nó, ông của nó không ngừng hỏi thăm bao giờ mới bắt đầu khai giảng. Chúng tôi đều sắp không thể chịu nổi nữa rồi, nhanh cho nó đi học tiếp đi. Cho nên các vị xem, đứa trẻ này khi còn nhỏ giơ nắm đấm nhỏ để đánh ông bà, đánh lên thân thể người lớn. Họ nghĩ rằng nó đáng yêu. Họ không biết rằng khi đó họ đã gieo một hạt giống ngổ ngược vào tâm trí của đứa nhỏ này. Hạt giống này sẽ lớn dần lên, đợi nó lớn đến 7-8 tuổi, đến khi sức mạnh nó mạnh hơn thì cú đấm của nó lúc này không còn là một việc thú vị nữa rồi. Ông bà cha mẹ thực sự cảm nhận được đau đớn rồi. Cho nên chúng ta đã nghe những sự việc này thì có cảm nhận như thế nào? Không có cái gì quan trọng hơn nhân đức, không có gì quan trọng hơn đức hạnh, tối thiểu làm người. Một đứa trẻ, trẻ nhỏ nên đối với trưởng bối như thế nào mới thực sự là một người bình thường? Điều này bây giờ không ai dạy nữa rồi. Cô nói đứa trẻ này không phải thần đồng, các cô nói đứa trẻ kia là thần đồng. Nó là thần đồng hay không đều không tốt, nói cách khác là thất đức, đều là đồ hỏng đi. Từ nhỏ các vị xem, ôm nó trong lòng, nắm đấm nhỏ đấm một cái, các vị nghĩ rằng nó thú vị sao? Không thú vị chút nào. Vì sao vậy? Bởi vì các vị không nhận biết được đạo đức. Các vị không biết sau này nó lớn lên thì đó không phải là cú đấm nhỏ nữa, mà là cú đấm lớn rồi. Đấm một cái, thậm chí khi nó nghĩ rằng không hả giận, khi nó tức giận, lúc đó là cầm dao. Cho nên mọi người chúng ta đều biết, hiện tại có mấy ai có thể hiểu được nói chúng ta dạy trẻ như thế nào.
Tôi còn nhớ có vị trưởng bối hiểu được điều này, ôm đứa trẻ đó, đứa trẻ đó không vui, nó muốn đánh lên mặt ông bà. Ông bà lập tức nổi nóng. Đúng vậy, lập tức mắng nó rất to. Con làm gì vậy? Bởi vì đứa trẻ này còn rất nhỏ, không biết nói, nhưng nó có thể phân biệt được ý của người lớn. Bạn tức giận hay bạn vui vẻ, nó hoàn toàn có thể hiểu được. Khi đó đứa trẻ này sẽ ngây ra ở đó, nó sẽ không dám làm như vậy nữa. Con có biết sai chưa? Con biết rồi. Con toàn là nói linh tinh như vậy. Mẹ đã từng nhắc con chưa? Có à. Vậy tại sao con vẫn còn không sửa đổi? Tại vì sao dạy con không sửa? Tại sao vậy? Con không biết. Con không biết à? Lần sau mà còn tái phạm thì không còn quỳ thời gian ngắn như vậy đâu. Mà còn đánh vào bàn tay nữa. Để đến khi nào con nhớ thì thôi. Vâng à. Tại vì sao không thể nói những từ chết, nói với người khác những từ như vậy? Bởi vì chữ chết không được dễ nghe à. Còn nữa, con chơi những trò chơi điện tử gì mà lúc thì đâm xe, lúc thì máy bay rơi, lúc thì lật xe, vì sao lại không được chơi những trò chơi này? Bởi vì những trò này rất đáng sợ à. Con đã nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Con không được chơi, cũng không được nói. Con đã nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Người khác nghe rồi sẽ như thế nào? Người khác nghe xong sẽ sợ hãi ạ. Con nhớ đó nhé. Không được cứ ở đó phạm một lỗi giống nhau. Sau này con tái phạm nữa thì mỗi lần phạt sẽ phạt nặng hơn những lần trước. Con đã biết chưa? Con biết rồi ạ. Con đi nói với bà con đã biết sai rồi đi. Ba ơi, con biết con sai rồi. Sau đó thì sao? Con cảm ơn mẹ. Vì sao người lớn dạy con cái gì con phải nhớ lấy, không được cứ phạm sai lầm. Con đã biết chưa? Con biết rồi ạ. Con cũng sắp 4 tuổi rồi. Con cũng không phải là trẻ sơ sinh nữa đúng không? Đạo lý nói với con cũng hiểu rồi. Con cũng có thể nhớ được. Tại vì sao lại không tự quản được mình? Vừa thấy mọi người yêu quý con thì con đã đắc ý vên váo rồi. Cái gì con cũng dám nói rồi, cái gì cũng dám làm rồi, có đúng vậy không? Đúng vậy ạ. Người khác càng thích con. Con làm việc, con nói năng càng phải cẩn trọng. Con đã biết chưa? Con biết rồi ạ. Con đi uống nước đi. Tuy còn nhỏ đã bắt đầu giáo dục về đạo làm người. Cha mẹ trách phải thừa nhận, nó không dám làm nữa. Cha mẹ dạy phải kín nghe. Từ khi còn nhỏ, đứa trẻ còn chưa có năng lực. Khi trong đầu đứa trẻ còn trong sáng, gieo trồng chính là hạt giống này. Gieo trồng hạt giống gì vậy? Giáo dục nhân cách làm người. Trong Đệ Tử Quy đã nói rất chi tiết rồi. Đó chính là ngủ luôn. Làm cha mẹ như thế nào? Làm con cái ra làm sao? Đệ Tử Quy đã giảng rất rõ rồi. Cho nên đây chính là nội dung của dạy trẻ điều gì. Các vị xem nó rất nhỏ, nhưng nó đã biết rồi. Nó còn không dám nói. Giáo dục nhân cách đã bắt đầu từ trong thể xác và tinh thần của đứa trẻ rồi. Nếu người ông này không nói gì, hay như cô nói, người ông reo hò khen hay, được rồi vậy thì được rồi. Đó chính là gì? Là bắt đầu làm trái với giáo dục nhân cách làm người rồi. Cho nên chúng con cảm nhận được rất nhiều phụ huynh đã gieo trồng những hạt giống ngỗ ngược trong lòng của những đứa trẻ, cho phép nó được trồng gieo trong tâm của đứa nhỏ. Chính là bởi vì họ không nhìn thấy được trong tương lai, khi con của họ phát tác sự ngỗ ngược sẽ đem đến cho họ những đau khổ như thế nào. Đúng rồi. Chúng con cũng đã từng gặp một gia đình như vậy. Phụ huynh này rất vui vẻ nói cho chúng con nghe, trước khi con của chúng tôi đến trường đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi rồi. Cô bé đó mới có 4 tuổi rưỡi. Người mẹ này nói là, con gái tôi nói với hai chúng tôi là, ngày mai con phải đi học rồi, bố mẹ ở nhà, buổi sáng làm gì, buổi chiều làm cái gì, bắt buộc phải kiên trì mà làm. Sau đó sắp xếp nhiệm vụ cho mẹ của nó. Người mẹ này rất vui vẻ giới thiệu với chúng con. Con gái của chúng tôi còn biết thúc giục chúng tôi tu học. Cô ấy hoàn toàn không hề biết. Hiện tại nó dám ra lệnh cho mẹ. Vậy đến khi nó lớn lên, nếu có một chút không được như ý của nó, thì nó nhất định sẽ xảy ra tình trạng đánh chửi. Cô biết là các cô nói những điều này
Nửa ngày thì thấy được điều mà các vị phụ huynh vui thích là điều gì không? Ồ, con của chúng tôi đã thuộc cái này rồi, biết cái kia rồi, còn biết sắp xếp nhiệm vụ cho cha mẹ. Có vẻ như là năng lực của nó đang lớn dần. Họ không biết là năng lực chỉ xếp thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cái độc nhất đứng ở vị trí đầu tiên là luân thường thì không có. Cũng không thể trách đứa trẻ. Vì sao vậy? Người lớn không hiểu, trưởng bối không hiểu. Sư phụ có nói đã bị quên lãng qua bốn đời rồi. Các chị bảo họ phải dạy từ đâu đây? Cái này không thể trách được trưởng bối. Cho nên không hiểu đạo đức, không có người dạy, xin đừng trách họ. Cái gì không thể trách họ? Cái này quá là từ bi. Nhưng chỉ có từ bi không thì không được. Vì sao vậy? Các vị phải dạy được chúng. Chúng ta chỉ có tha thứ. Như vậy thì những đứa trẻ đời này sang đời khác thật sự là bị hủy hoại rồi. Cho nên bây giờ phải nhanh chóng dạy bù lại văn hóa truyền thống. Ở trong gia đình, trong trường lớp dạy cái gì? Bài thứ nhất, đây là khóa học của cả cuộc đời, chính là những gì các cô đã nói. Vô luân ngoại chi nhân, không ai có thể nằm ngoài ngũ luân. Nói rằng người này nằm ngoài ngũ luân, vậy thì đó không phải là người. Không có học vấn nào nằm ngoài ngũ luân. Các cô xem, chỉ một câu đã nói lên tất cả rồi. Đây chính là gì? Là lý luận, nguyên tắc mà cả cuộc đời đứa trẻ bắt buộc phải tuân theo. Vậy có người nói là tôi không học cái này thì như thế nào? Không học cái này, nói cách khác, họ không hiểu ngũ luân, không hiểu kỹ về đệ tử quy. Những gì mà họ học được, năng lực của họ, tài hoa của họ, thì tương lai sẽ hại họ, sẽ hại cái gia đình của họ. Chúng ta lấy một thí dụ đơn giản. Bây giờ có rất nhiều đứa trẻ cười nhạo các vị phụ huynh. Rất nhiều đứa trẻ như thế này. Vì sao vậy? Bởi vì chúng có bản lĩnh hơn các vị. Chúng dám cười nhạo các vị. Chúng có thể ra lệnh cho các vị, có thể quát mắng các vị, thậm chí còn hơn như chị. Các cô xem, ngày trước chúng ta đã làm một cuộc phỏng vấn. Cô bé đó 26 tuổi, bởi vì được nuông chiều quá mức, căn bản là không có khái niệm về luân thường. Cuối cùng chính là lười nhác. Được hầu hạ nhiều rồi, lười nhác. Đến cuối cùng là như thế nào? Các vị xem, khi nó còn học tiểu học, gia đình nói ai là người ăn chậm nhất thì người đó phải rửa bát. Không giảng luân thường mà giảng về năng lực. Cho nên mọi người ở đó để so tài xem ai ăn nhanh hơn. Vì một câu nói vô ý của cha mẹ đã gieo xuống hạt giống gì vậy? Chính là năng lực là nhất. Hiện nay khắp mọi nơi, không phải đều xem năng lực là số 1 hay sao? Ở nhà chính là dạy điều này. Cho nên nó ăn rất nhanh. Sau khi ăn xong dứt một chỗ cho cha mẹ, cha mẹ rửa bát. Các vị xem, nó không biết rằng đấy chính là gì? Giáo dục nghịch luân, năng lực giỏi. Dám đánh chửi giáo viên. Video clip đó các vị cũng vừa mới xem xong. Nó lấy cái can đảm đấy ở đâu ra? Không về ngũ luân nó sẽ có cái can đảm như vậy. Nó không có kính sợ. Thế mới nói các chị xem, hôm đó cô bé ngồi ở đó sám hối. Các chị đều đã nghe rồi. Quan niệm của nó khi mới 7-8 tuổi là cho cha mẹ rửa bát, mình thì có thể làm biến. Bên trong hạt giống này không có đạo đức luân thường. Phàm những hạt giống không có đạo đức luân thường, khi lớn lên đều là quả xấu. Các chị đã nghe cô bé nói gì rồi đúng không? Nó nói khi lớn lên hy vọng không bao giờ phải lao động, mãi mãi được bố mẹ hầu hạ tôi. Khi bố mẹ già rồi tôi cũng không muốn hầu hạ cha mẹ, chơi phiền toái. Sau đó cô bé nói, thế cha mẹ khỏe mạnh thì như thế nào? Dù sao tuổi thọ của họ cũng đừng nên quá dài. Các vị xem, chúng tôi sau khi nghe đều rất kinh ngạc. Con cái sao lại mong cha mẹ chết sớm chứ? Chính là bởi vì trước kia khi rửa bát, cái hạt giống không muốn rửa bát, đó là các vị dạy mà. Các vị không dạy ngủ luôn, sau khi lớn lên nó chính là nghịch tử. Những người giống như thế này, họ là sinh viên đại học, họ là nghiên cứu sinh, họ là kỹ sư thì có tác dụng gì chứ? Chúng tôi đã từng cho mọi người xem một đoạn video clip. Một người cha ở tầng 5 muốn nhảy lầu. Ông có 4 người con nhưng đều không muốn nuôi ông. Hình như trong đó có một đứa là kỹ sư cũng không muốn nuôi. Cuối cùng người bố đó do dự nửa ngày, ở bên dưới có rất nhiều người khuyên bác đừng nhảy lầu. Lòng ông đã nguội lạnh rồi, buông tay nhảy xuống, ngã chết rồi. Video đó chúng ta cũng đã xem rồi. Những gì mà tôi nói có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái quan trọng là gì. Mục đích của giáo dục là gì? Chính là bạn muốn dạy cái gì? Dạy đứa trẻ này trở thành người như thế nào? Mục đích này, lý tưởng này, chí hướng này, phương hướng này là quan trọng nhất. Nó quyết định nội dung của việc dạy học. Đây là điều căn bản của chương trình kỳ này mà chúng tôi muốn nói ra. Các cô đã đưa ra nhiều thí dụ. Chẳng qua là các bậc phụ huynh đều chỉ vì cái lợi trước mắt, nhìn thấy được cái năng lực của nó giỏi, đều chỉ nhìn được những cái này. Họ không biết là không có nền tảng của nhân cách đạo đức, không có nền tảng của nhân đức, đứa trẻ này tương lai sẽ hại người, nó sẽ hại cha mẹ nó. Cho nên mới nói là
Lý tưởng. Lý tưởng là gì? Người xưa đã nói với chúng ta rất đúng: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Các vị nghe câu nói này có phải là lý tưởng của nghìn gia vạn hộ không? Tề gia là gì? Gia đình trật tự, hòa hợp, xã hội, quốc trị, thái bình, nó không loạn. Mà cái của trị là loạn. Thiên hạ thái bình thì tâm người cũng bình, công bằng, thái bình. Điều con người mong muốn cũng chỉ vậy thôi. Nhưng hiện nay các vị xem, điều mong muốn của những phụ huynh này căn bản không phải là lý tưởng lúc đầu. Những cái mà họ nhìn được đều là không phải. Vừa nãy thầy nói đến điều này, tình trạng như vậy hiện nay rất thường gặp. Đặc biệt là bây giờ có rất nhiều người được gọi là phần tử tri thức, chính là những người đọc qua sách, học đại học. Có rất nhiều đứa con xem thường cha mẹ. Cha mẹ có những lúc dạy dỗ con cái thì chúng nói là: cha mẹ thì biết cái gì, không biết máy tính, chưa học đại học, công nghệ cao cũng không biết, cha mẹ lạc hậu rồi, cha mẹ thì biết cái gì chứ, nghe cha mẹ thì tất cả đều là sai. Chúng con có một cảm xúc, con cái đến mức không nghe lời cha mẹ, đây là quả. Vậy thì nhân của đó là gì? Có rất nhiều bậc phụ huynh khi gặp chúng con đã kể với chúng con là: con của chúng tôi biết được bao nhiêu điều, giỏi đến mức nào, phụ huynh chúng tôi đều nghe lời con trẻ. Đây chính là nghịch luân. Cho nên có rất nhiều đứa con cuối cùng đều không nghe lời cha mẹ. Căn nguyên là do khi còn nhỏ không được cha mẹ dạy phải kính nghe, không có giáo dục gì luân thường. Từ nhỏ đã được tiếp nhận giáo dục điều gì? Con cái nói đúng thì tôi sẽ nghe con cái. Con cái nói có lý, tôi còn không bằng con cái. Chúng tiếp nhận là loại giáo dục này, thì chúng lớn lên thì làm sao có thể nghe lời cha mẹ được? Nguyên nhân cho đâu? Chúng ta phải lĩnh hội sâu sắc về đệ tử quy. Cha mẹ dạy phải kính nghe, mở ngoặc. Cha mẹ nói sai không cần nghe. Học thức của cha mẹ thấp cũng không cần nghe. Cha mẹ là nông dân không cần nghe, có đúng không? Trong thiên hạ không có cha mẹ sai, đó mới là luân thường. Chúng hiện nay biết chữ, có học vị rồi thì có thể không nghe lời của cha mẹ được không? Không thể được, đó là nghịch luân. Chúng đã làm trái với nhân luân. Nói cách khác là tuân theo một cách vô điều kiện. Còn người nói là đấy có phải là ngu hiếu? Đằng trước chữ hiếu là chữ ngu, chữ ngu của từ ngu ngốc. Là vì xem phía dưới đệ tử quy có câu: cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu. Đó là có trí thức cao độ, họ không ngu ngốc. Họ làm sao có thể là ngu ngốc được chứ? Vậy bạn xem chủ tịch tỉnh Quảng Tây, các vị xem có rất nhiều bậc thánh hiền, có rất nhiều người làm quan lớn. Có ai không được tiếp nhận giáo dục ngũ luân mà lớn lên thành người không? Giáo dục ngũ luân này được bắt đầu từ khi nào? Từ đời vua Thuấn đến bây giờ đã trải qua 4-5 nghìn năm rồi. Ba đời đế vương, ba đời đều đã dạy cái ngũ luân ngũ thường, tư duy bát đức, liên tục không bị dứt đoạn. Đến cuối đời nhà Thanh thì bị đánh đổ không vậy nữa. Lấy thí dụ từ gia đình của con, con có một cháu trai bị ngã. Sau khi bị ngã thì ông ngoại sẽ như thế nào? Dùng tay tự đánh vào mặt mình, tát vào mặt của mình. Bà ngoại đã nói gì? Tại vì tôi đã không chăm sóc tốt cho cháu trai nên nó mới bị thương. Cho nên có rất nhiều phụ huynh rất là hồ đồ. Còn cái khi đang đi trên đường nó bị ngã rồi thì phụ huynh và trưởng bối nên dạy đứa trẻ đi thông thả, đứng ngay thẳng, rẽ quẹo rộng chớ đụng gốc. Họ không dạy những điều này, không đi tìm những vấn đề trên người đứa trẻ, mà ngược lại tự đánh lấy mình. Những đứa trẻ như thế này khi lớn lên, nó chỉ cần gặp phải một chút trở ngại thì nó sẽ tìm nguyên nhân từ cha mẹ, từ trưởng bối. Bởi vì mọi người không chăm sóc tốt cho con. Đúng rồi, vì sao cha mẹ không tự tát vào mặt mình chứ? Đúng vậy, bởi vì mọi người không chăm sóc tốt cho con. Con ngã đều là do cha mẹ chưa hầu hạ cho con tốt. Nó sẽ như vậy đó. Con phát hiện trong nhà còn có một đứa con lớn. Đứa nhỏ thì có tình trạng như thế nào? Mới có 2 tuổi mà bây giờ không thể quản được nữa rồi. Đứa trẻ 2 tuổi khi nó khóc thường dùng trán, khi nó không vui thường đập trán xuống đất, ra sức mà đập xuống. Lúc đó trong gia đình cha mẹ ông bà hay là ông bà ngoại đều không dám phê bình. Ngay lập tức bế nó lên mà dỗ nó, nói là đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Bây giờ đến mức độ như thế nào? Khi nó khóc cha mẹ phải để cho nó khóc cho đã thì thôi, không khóc đã thì nó không thể dừng được à. Hay nói cách khác là để cho cơn giận của nó đều phát ra ngoài. Như vậy sẽ dẫn đến kết quả là tính tình càng ngày càng nóng. Đúng vậy ạ. Cho nên chúng con đã phát hiện ra vì sao trong xã hội hiện nay có rất nhiều đứa trẻ khi đến 15-16 tuổi, khi đến 20 tuổi, chúng có thể giết cha mẹ, chúng có thể đánh đập cha mẹ, chúng có thể vì một chiếc điện thoại mà giết hại cha mẹ mình, chúng có thể vì lên mạng mà giết hại cha mẹ. Vì sao là như vậy? Bởi vì khi còn nhỏ đã không được tiếp xúc với giáo dục luân thường. Điểm mấu chốt nhất của giáo dục luân thường là gì? Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con cái là từ bi.
thương yêu của con cái dành cho cha mẹ gọi là hiếu. Luân đầu tiên trong ngũ luân, thế nào gọi là hiếu? Chưa nói đến là tức giận, chỉ cần tỏ chút thái độ cũng không được. Con dám mà, con tỏ thái độ gì với cha mẹ vậy? Từ khi còn nhỏ, nó đã không dám như vậy. Trong tình hình như vậy thì đứa trẻ đều là khỏe mạnh, tâm lý không có sự biến đổi méo mó. Tại vì sao bây giờ con cái tự sát nhiều, nhảy lầu nhiều vậy? Khi còn nhỏ được giáo dục nghịch luân, chúng là ông lớn, chúng là tổ tông, không có giáo dục nhân cách, không có giáo dục phận làm con. Cho nên khi chúng lớn lên có năng lực rồi, chúng dám khinh thường người khác, chúng dám mắng cha mẹ. Không có năng lực thì chúng hay nóng nảy, có đúng không? Chúng không có năng lực thì chúng nóng tính. Sau đó thì sẽ như thế nào? Thì chúng vẫn ức hiếp nhục mạ cha mẹ như thường. Chúng ta chỉ nói một điểm, lẽ nào đây là cái kết quả mà chúng ta mong muốn sao? Cho nên chúng ta nhất định phải biết được phần mở đầu là dạy cái gì. Nhất định là đức hạnh làm nền tảng. Các vị trưởng bối mà các cô vừa kể rất là phổ biến rồi. Trẻ nhỏ bị ngã, bà nội chạy đến nói gì? Bà đánh xuống đất, bà đánh đất, đánh cho chết, làm cháu của bà té ngã, đánh cho mày chết. Đứa trẻ đi lại đụng phải góc bàn, ông nội đi đến, ông đánh cái bàn này, nó làm cho cháu của ta bị đau. Như vậy là gì? Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói đây là tạo ác rất lớn. Oán trời trách người, trách gió mắng mưa. Ai dạy vậy? Khi nó còn chưa hiểu chuyện thì ông bà nội nó dạy. Cho nên những thanh niên bây giờ chỉ cần gặp phải một chút trở ngại thì nó sẽ như thế nào? Nó thù hận tất cả những người xung quanh. Cuối cùng thì như thế nào? Con không muốn sống nữa. Đây cũng là năng lực của nó. Bởi vì sao vậy? Vì nó đã đi đến con đường cùng. Vì sao nó lại đi đến con đường cùng vậy? Từ nhỏ nó không ai dạy dỗ nó rồi. Khi con gặp phải trở ngại thì con cần phải làm gì? Nó không biết làm gì. Quá đáng thương. Tỷ lệ tự sát tại sao lại cao như vậy? Cho nên mới nói giáo dục nhân luân phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ yêu thương thân thể của mình. Đó mới là tận hiếu. Vì sao vậy? Thân bị thương thì cha mẹ đau lòng. Không được tiếp nhận giáo dục này. Cho nên các chị vừa xem hình ảnh kia, cô gái đó chạy đến trên cây cầu lớn, vì yêu đương thất tình mà muốn nhảy cầu. Đối với cô gái cũng giống như đứa trẻ mà các cô đã kể, cha mẹ ông nội trưởng bối có yêu tôi hơn nữa thì tôi cũng không thích người nào cả, đều là những người tôi ghét. Các chị xem trong lòng nó bị lấp đầy bởi cái gì rồi? Oán hận, đầy ắp lòng tham. Bởi vì tham sân, nó đã lớn rồi nhưng không hiểu đạo lý. Khi nhỏ không biết được đạo lý tham sân si là ba độc tố của phiền não. Các chị xem trong tình hình như vậy, chúng tôi giảng đây là nền tảng. Nếu nền tảng không có thì tiểu thần đồng để làm cái gì? Sinh viên đại học để làm gì? Cho nên các chị đem con của mình gửi đến trường văn hóa truyền thống, hoặc là các chị dạy dỗ chúng ở nhà. Các chị cần biết rốt cuộc là các chị muốn điều gì. Cho nên dạy trẻ cái gì có liên quan trực tiếp đến các chị muốn gì. Nếu các chị nói là cái tôi muốn là tương lai con của tôi cầm tấm bằng đại học, sau đó đến đánh tôi, chửi tôi, như vậy cũng được. Nếu các chị nói đó tuyệt đối không phải là điều tôi muốn, vậy thì tốt rồi. Chỉ có một con đường gì chị? Giáo dục ngũ luân là quan trọng nhất. Giáo dục nhân đức, luân đầu tiên giáo dục nhân đức. Phần làm con thì phải như thế nào? Đầu tiên phải dạy tốt điều này. Dạy tốt điều này rồi thì tự tánh bên trong của nó, sự hiếu kính đối với cha mẹ sẽ được phát huy ra bên ngoài. Phát huy được điều này rồi thì đó mới có gốc, nó mới có nền tảng lương thiện. Nếu không thì đều là cái ác. Sao có thể như vậy được? Cho nên chúng ta cũng nhìn thấy được trong xã hội hiện nay, những đứa trẻ đánh chửi cha mẹ, làm ra những việc không bằng cầm thú như vậy. Tại vì sao là như vậy? Bởi vì không được giáo dục luân thường. Trong quyển sách tiểu học tập giải có câu nói như thế này: làm người không thể không rõ luân lý làm người. Nghĩa là họ không có giáo dục ngũ luân thì họ không thể làm được. Thứ tự trên dưới tôn ti nặng nhẹ, những điều này nhất định sẽ bị lộn xộn. Với những lộn xộn này thì nhất định sẽ xảy ra tai họa. Những đứa trẻ này nhất định sẽ dần dần trở thành cầm thú, cuối cùng sẽ làm ra những điều làm tổn thương cha mẹ, những việc như đánh chửi cha mẹ, giết hại cha mẹ. Cho nên nguyên nhân chủ yếu chính là không giáo dục gì luân thường. Nếu mọi người không có khái niệm về cầm thú, các vị có thể xem qua thế giới động vật giết hại lẫn nhau. Đây là điều mà con người mong muốn sao? Là điều mà gia đình các vị muốn sao? Thực sự tiếp nhận được giáo dục khi xem thế giới động vật. Chúng tôi nói như vậy là ý gì?
trong mắt nó không có người khác, chỉ có bản thân nó. Cho nên chúng ta thường hay nói đồ súc sinh. Đúng là như vậy, nuôi nấng nó lớn không lên, nó mong cha mẹ nó chết sớm. Đây là gì? Ích kỷ đến tột độ. Vì sao vậy? Ngủ luôn có 5 mối quan hệ. 5 mối quan hệ này đều là làm thế nào để yêu thương người khác, quan tâm đến người khác, chăm sóc người khác, làm thế nào để báo đáp người khác. Nếu ngủ luôn mà không có, tất cả đều là nghĩ về bản thân mình. Người lớn đều phải hầu hạ tôi. Giáo dục nghịch luân là đi ngược lại với giáo dục về nhân đạo nhân luân. Đứa trẻ này dẫn câu nói đó, khi nó trưởng thành rồi, nó càng có năng lực thì càng đáng sợ. Việc xấu xa gì nó cũng đều có thể làm được. Ngu ngốc một chút thì sẽ đỡ hơn, nếu thông minh thì khủng khiếp rồi. Có năng lực thì rất khủng khiếp. Cho nên các vị biết, các vị muốn dạy ra cầm thú, hay các vị muốn dạy ra một người thành thật, trách nhiệm, tiến một bước nữa là chánh nhân quân tử, thánh hiền, các vị hãy tự mình chọn đi. Nền tảng đều ở ngũ luân, nhân đức. Người mà không có đức thì chẳng là gì cả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.